Chào các bạn, thì mình quay clip này qua cho bà con xem về cái bơ khủng. Thì bơ này trái 1kg á, nhưng bà con xem clip á, với các chị em phụ nữ mà hay đi mua bơ và ăn hay là sinh tố á, hay là làm đẹp á, thì chắc vì em phụ nữ cũng chưa gặp cái bơ như thế này đúng không? Bơ này trái 1kg á, mình cân các bạn xem nè. Đó, hai trái 2kg. Đó, để mình lấy ra mình cân hết cho chị em và các bạn xem luôn. Mình từ đầu đến cuối luôn thì nó mới hiệu quả. Đó, 3 trái 3kg á, các bạn nhìn nè. Bơ này bơ khủng. Thì clip này mình quay cho bạn xem về cái bơ khủng này. Thì bên Trái Cây Đóng Lắc có cung cấp một số loại bơ tay to, 2 quả 1 cân, 3 quả 1 cân. Thì hôm nay bơ Sáp Đăk Lăk là một trong những cái thương hiệu mà bơ ngon nổi tiếng. Thì bà con nào có nhu cầu mua thì gọi điện thoại cho mình liên hệ để có hàng. Và cái thứ hai nữa là cái bơ khủng đó nè. Một cây nó chỉ dao động từ 30 quả đến 40 quả thôi, từ 18 đến 30 quả. Thì với cái bơ này thì 32 quả được 32kg á, cân 3 quả 1kg á. Đây mình sẽ quay lại nè, một cái luôn. Không mà mấy bạn cứ kêu là chắc con này dặn kim rồi, dặn kim để nó qua kim thấy cái bơ đó. Này là không khí đúng không? Đó, thì mình sẽ cân từng cái bạn xem nè. Cái nhất, khó mà khủng lắm. Cầm mình muốn gãy tay luôn, nặng quá mà. Rồi, 1kg 1. Cái này tiếp, cái này 1kg 1 tiếp, là 2kg 2. Thì qua clip này các bạn đăng ký trên đi, thì để theo dõi tất cả các loại trái cây của Trái Cây Sáp Đăk Lăk, số loại sầu riêng, Luna, Thái, Huy Sáu. Thì clip này mình quay để các bạn xem biết về cái bơ khủng. Và đây là bơ bên Trái Cây Sáp Đăk Lăk, 4 trái 4kg đó. Các bạn xem nè, bơ thì nói chung đó, trái già nó hơi nổ xấu nhưng mà ruột rất là ngon. Thì qua clip này các bạn đăng ký trên đi để theo dõi những video hay bên Trái Cây Sáp Đăk Lăk. Xin cảm ơn các bạn.